Ok, xin chào các bạn. Rồi video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều khiển bằng biến chở. Đây mình có biến chở nè, mình sẽ sử dụng ba biến chở đầu với cái nút nhấn. Thì những cái video trước á, các bạn nào mà chưa xem á thì các bạn mình giới thiệu một tí là ở những cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn nối dây rồi, mình đã có làm video hướng dẫn các bạn nối dây rồi, hướng dẫn các bạn kiểm tra chiều quay nè, kiểm tra hướng quay nè, rồi hướng dẫn cho các bạn code cái phần mà auto home. Cái đó là có hướng dẫn hết rồi, các bạn nào chưa xem cái đó các bạn nhảy vô các bạn xem này là các bạn sẽ không hiểu. Đặc biệt là mình sẽ không hướng dẫn cho các bạn nối dây lại nha. Tại vì nó rất là lằng nhằng, nó rất là nhiều thứ nè các bạn không? Cái này là cái video những cái phần sau tới cái phần học lệnh á là nó còn thêm mấy cái nút nhấn rồi còn thêm cái màn hình nữa. Thì thành ra là trong những cái video sau này á mình sẽ không hướng dẫn lại đi dây lại. Các bạn chưa biết cách đi dây như nào các bạn xem lại video trước với mình ha. Thì cái video này á là sau khi mà các bạn biết cách cho nó lấy điểm home rồi thì các bạn sẽ sử dụng biến chở và một nút nhấn, ba biến chở, một nút nhấn để điều khiển cái kẹp, rồi ba cái biến chở để điều khiển cái động cơ bước, để điều khiển cái hướng của nó, tức là mình sẽ điều khiển cánh tay này bằng cái biến chở. Ở bên mình có bán cái cánh tay của Boss này, có bán cái bộ kit gáp hoàn thiện cánh tay như thế này, không có bán cái phần điện nha các bạn, chỉ có bán cái phần cánh tay này. Các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ lên fanpage hoặc là các bạn xuống cái phần bên dưới sẽ có cái link Shopee hay là lên website gì đó, các bạn vô các bạn có thể vô đặt hàng ha. Đâu tới cái code thôi các bạn, thì hiện tại trên Bo thì mình chưa cấp nguồn nha, các bạn chưa cấp nguồn gì hết. Các bạn hiện tại mình chỉ mới cắm cái dây Arduino vô thôi để nạp code thôi. Hiện tại là cái động cơ server mình cũng chưa có cắm vô luôn nè, mình chưa cần thiết. Rồi, tí nữa mình test mình cắm sao ha. Rồi, dành cho bạn nào chưa biết thì ở đây mình sử dụng Visual Studio để lập trình cho Arduino và dùng Lab4Mio lập trình Arduino. Bạn nào chưa biết Visual Studio, các bạn lên kênh mình, các bạn vô danh sách phát. Các bạn cài đây coi cái danh sách cài Visual Studio để lập trình Arduino nè. Thì mình dùng Visual Studio là bởi vì nó tiện hơn Arduino, nó dùng cho cái dự án lớn đó các bạn. Các bạn dùng Arduino gì đây nó rất là bất tiện nhiều thứ ha. Rồi, về thư viện thì mình sử dụng thư viện Server nè, rồi thư viện Excel Stepper. Thì những cái này á, các video trước mình có hướng dẫn cho các bạn rồi. Còn cái thư viện Multi Stepper này là các bạn tải cái thư viện Excel Stepper là nó có luôn cái gì á. Đâu để mình vô mình xem thử nha, vô library nè. Như là mình nhớ là tải thư viện Excel Stepper là đúng rồi, tải là tải thư viện này là nó có luôn các bạn lôi ra thôi. Rồi, server nè, mình khai báo là một cái server kẹp nè. Rồi đây là các cái chân nè. Cái này á các bạn xem các video mà cái video trước là các bạn biết cái khúc này rồi ha, không nói lại nha. Rồi, ba cái biến chở và cái nút nhấn. Đây ba biến chở của mình. Rồi cái nút nhấn thì cái video hướng dẫn nói dây mình có nói rồi ha, biến chở vô chân ba biến chở là vô A3 45 và nút nhấn có nói vô chân A10. Đây cái nút nhấn này, mình đang dùng cái nút nhấn bìa ngoài, ba biến chở bìa ngoài. Rồi. Mình khai báo là giá trị nút nhấn, đọc giá trị biến chở nè, đọc giá trị nút nhấn nè. Rồi. Giá trị ban đầu. Oh sorry. Ba cái biến ban đầu x, ban đầu y và ban đầu z. Rồi bước x, bước y, bước z. Rồi hai cái hàm mà home này nè, thì cái video trước hướng dẫn lấy go home chứ cho cánh tay boss thì mình cũng có nói rồi ha, đây không nói lại. Rồi mình chỉ tạo thêm một cái hàm mới là cái hàm home. Cái này là home x, home y, z, home x. Rồi hàm home này sẽ gọi hai cái hàm này để mình gọi ra cho tiện đó mà. Rồi ở dưới setup thì biến chở sẽ là input mình khởi tạo cái server kẹp, tắt khởi động nó, rồi server kẹp nó vô chân số 4. Được chưa? Rồi biến chở thì là input, rồi nút nhấn sẽ là input bonus, tức là dùng điện chở trong. Rồi pin mode, các cái end stop, cái này là ở video trước cũng có nói rồi ha, cái end stop, cái công tắc hành trình để mà cho cái tay web nó về vị trí home á. Rồi mình khai báo các cái chân của các cái chân enable, rồi sau đó mình sẽ cho nó home. Khi mà mình khai báo mấy cái này thì xong rồi nè, mình sẽ cho cánh tay robot nó lấy vị trí home. Rồi nguyên cái đoạn này nè các bạn là để làm gì, mình sẽ sau khi mà cái tay robot nó lấy vị trí home xong á, mình sẽ đọc cái biến chở xem á là ba biến chở nó đang ở cái vị trí bao nhiêu. Được chưa? Thì đây cái phạm vi hoạt động á, nếu như các bạn sử dụng cánh tay robot của mình thì mình đo ra được cái phạm vi hoạt động của trục x đó là từ 0 cho tới âm 500, và phạm vi hoạt động của trục y, trục này là từ 0 cho tới âm 300, và phạm vi hoạt động của trục z là từ 0 cho tới 250. Được chưa? Thì mình sẽ đọc cái giá trị biến chở, ba biến chở, sau đó mình mới dùng cái hàm map mình chuyển cái giá trị của biến chở là từ 0 1 0 2 3 sang cái phạm vi hoạt động tương ứng của các cái động cơ bước. Rồi sau đó mình dùng cái lệnh là move to. Được chưa? Cái lệnh này có sẵn ở trong cái thư viện, nó có trong cái thư viện Excel Stepper, mình lỗi ra thôi. Cái lệnh move to mình sẽ cho nó, cho ba cái động cơ này nó di chuyển đến cái bước hiện tại, đến cái vị trí hiện tại của cái biến chở, là mình sẽ đọc, tức là sau khi mà về vị trí home xong á, mình sẽ đọc xem biến chở đang nằm ở vị trí nào để mình cho cái tay robot nó chạy tới vị trí đó. Rồi thì cái đoạn mà if này nè là mình kiểm tra xem nếu như mà các cái biến chở nó ở cái vị trí mà khác không thì nó sẽ di chuyển đến cái vị trí đó.
nó sẽ vô cái vòng lặp quay. Vòng lặp quay này á, this stand to go á, có nghĩa là nó sẽ kiểm tra xem á là cái động cơ của chuột ít nè, động cơ ít nó có khác không hay không. À, cái vị trí á, cái vị trí đến cái vị trí nào đó nó có khác không không, thì nếu như mà khác không thì cho chạy, tức là chỉ cần một trong ba điều kiện này xảy ra là nó cho chạy. Tức là chỉ cần một trong ba cái biến dở mà nó không nằm ở vị trí không, nó nằm nó được dặn lên hay gì đó là nó sẽ cho cánh tay robot chạy đến cái vị trí đó, được chưa? Rồi thì cái đoạn này là nó đang chạy với cái tốc độ, với cái tốc độ và gia tốc á là của hàm hôm. Đây, khi mà mình gọi cái hàm hôm này các bạn, thì mình sẽ set tốc độ và gia tốc của các cái trục là tốc độ cao nhất là 100 và gia tốc cao nhất là 100. Thì xuống chạy cái thằng này nó cũng đang chạy ở tốc độ cao nhất là 100 và gia tốc cao nhất là 100. Sau khi mà nó chạy xong á thì nó mới set lại cái tốc độ và gia tốc là 1000, được chưa? Tốc độ gia tốc của các trục là 1000. Tốc độ cao nhất, gia tốc cao nhất. Rồi. Sau đó sẽ xuống cái vòng lúp. À, cái vòng lúp sẽ là cái vòng, cái void lúp á, là sẽ là cái nó sẽ chạy vòng vòng ở trong đây là cho phép các bạn điều khiển biến chở, dùng biến chở để điều khiển cái động cơ. Thì ở trong đây á mình sẽ dùng cái mình sẽ đọc ba biến chở nè. Rồi. À, cái đoạn này là đọc cái nút nhấn để mà điều khiển cái động cơ server. Thì nút nhấn, đọc giá trị của nút nhấn, sau đó kiểm tra xem cái nút nhấn nó khác mặc định hay không. Nếu mặc định của mình là nhiêu các bạn? Mặc định là 1. Đây mặc định là 1 nè, có kiểu bool nè, bo lành á. Rồi. Thì nếu như mà giá trị nút nhấn khác 1, tức là bình thường giá trị nút nhấn là 1, nếu không nhấn còn có nhấn vô là 0. Thì giá, nếu là 0 á là khác 1 thì kiểm tra là nếu giá trị nút nhấn là 0 á thì một cái biến điếm. Mình sẽ tạo một cái biến điếm trên đây. Đây, có kiểu là anh xin in ha. Mình tạo biến điếm sẽ cộng lên. Thì cứ mỗi lần cộng lên vậy nó kiểm tra xem á là cái biến điếm nó có chia hết cho 2 không. Nếu như mà chia hết cho 2, phần trăm 2 là chia lấy phần dư, nếu như chia lấy phần dư mà bằng 0, tức nghĩa là chia hết á, thì nó sẽ write 180, server kẹp write 180, và ngược lại server kẹp bằng server kẹp write 0. Tức nghĩa là cái đoạn này có nghĩa là các bạn nhấn cái là cái server sẽ mở ra, nhấn cái nữa server sẽ đóng lại. Cái kẹp mở ra, nhấn cái kẹp mở ra, nhấn cái kẹp đóng lại. Rồi. Rồi cái đoạn ở dưới đây, cái if ở dưới đây á là mình sẽ kiểm tra xem là cái giá trị biến chở hiện tại nó có khác cái giá trị biến chở ban đầu không. Đây mình tạo ra cái giá trị là ban đầu x, ban đầu y, ban đầu z là bằng 0, thì nó sẽ kiểm tra là nếu mà cái giá trị biến chở hiện tại nó khác ban đầu, ví dụ như chục x nè, giá trị biến chở của chục x hiện tại nó khác với ban đầu cộng thêm 10. Cái 10 ở đây là mục đích là để mình chống nhiễu, là tại vì cái biến chở nó sẽ bị nhiễu các bạn, nó bị nhảy lên nhảy xuống khoảng rất là nhỏ, khoảng tầm 1 tới 5. Thì mình cho giá trị ban đầu này cộng thêm 10, là nếu như mà giá trị biến chở nó xây lên một khoảng mà lớn hơn 10 thì nó sẽ nó xây lên hoặc xây xuống, được chưa? Thì một trong ba cái biến chở x, y hoặc z nó xây lên hoặc xây xuống một khoảng là 10 á, thì nó sẽ enable ba cái động cơ này, ba động cơ bước. Sau đó nó sẽ gọi cái biến là bước x, bước y, bước z, sau đó dùng cái hàm map chuyển giá trị biến chở là từ 0123 đến cái phạm vi hoạt động đó. Ví dụ chục x phạm vi hoạt động là từ 0-500 gì thì dùng cái hàm map chuyển từ 0-1023 sang 0-500. Tương tự y z cũng vậy. Rồi sau đó mình gọi lại cái thằng mutu. Giống ở trên setup nè các bạn. Nè y chang trên setup nè ha. Rồi mình gọi thằng mutu, tức là cho cái động cơ x nó di chuyển với số bước nè. Nó di chuyển với số bước là mình tính được ở trên đây, được chưa? Rồi thằng y, thằng z cũng vậy, cho nó di chuyển tới này. Mình, các bạn gọi mutu chưa di chuyển đâu, các bạn phải gọi thằng ganh nữa nó mới di chuyển. Thì để mà gọi được cái thằng ganh mình phải xét á là cái vòng lặp quay là distance to row, tức nghĩa là nó sẽ kiểm tra cái vị trí hiện tại so với cái vị trí mà nó di chuyển tới là mutu nè, nó có khác không không. Nếu mà nó khác không thì nó chạy trong một lặp quay này và nó kiểm tra ba thằng luôn, nó kiểm tra ba cái động cơ x, y, z luôn. Chỉ cần một trong ba thằng nó khác không là nó sẽ chạy cái thằng quay này, nó chạy đến khi nào mà nó bằng không thôi, được chưa? Rồi sau đó nó sẽ gán giá trị ban đầu x, ban đầu y, ban đầu z bằng cái giá trị biến chở hiện tại. À, còn cái đoạn dưới này là mình in ra màn hình thôi. À, rồi bây giờ mình sẽ nạp vô, nạp code vô cho các bạn xem thử nha. Thì đơn giản là có mấy lệnh. Các bạn xem video mà mình hướng dẫn sử dụng mà điều khiển động cơ bước bằng cái thư viện á, là mình những cái lệnh này mình có nói hết rồi nè. Mutu nè, rồi distance to row nè, rồi ganh nè, những cái này mình có nói hết rồi, mình có giải thích hết rồi, các bạn xem là các bạn sẽ thấy. Rồi. Bây giờ các bạn mở terminal lên, các bạn chưa thấy gì chưa không? Tại vì mình chưa cấp nguồn, các bạn phải cấp nguồn xong rồi các bạn cho nó auto home, go home trước. Đây mình cấp nguồn nha. Chưa cấm nguồn luôn. Rồi các bạn đợi một tí mình cấm nguồn cái. Đây. Đây mình khi mà mình cấm nguồn vô á. Đấy các bạn thấy không? Mình cấm nguồn vô thì nó sẽ quay về vị trí home.
Rồi bây giờ mình để mình rút rút cái nguồn ra mình test lại cho các bạn xem nha. Rồi khi mà mình cắm nguồn vô nè. Đấy, khi mà cắm nguồn vô nó sẽ lấy vị trí home, sau đó nó sẽ chạy đến cái vị trí biến trở hiện tại. Rồi, cái biến trở á thì các bạn ban đầu á đây. Ban đầu thì các bạn nên dẫn biến trở về không trước ha. Rồi, thì bây giờ đơn giản thôi, các bạn thấy trên màn hình nè. Biến trở X, biến trở Y, biến trở Z. Thì các bạn thấy nó nhảy cái số nhỏ nhỏ không? Đấy, các bạn thấy nó nhảy số nhỏ nhỏ không? Đó, rồi thì nút nhấn nè. Ở đây mình nhấn vô thử cho các bạn xem nè. À, mình nhấn nhầm các bạn. Nút nhấn là nhấn cái nút ngoài này. À, bây giờ mình dời nút nhấn vô đây cho dễ. Đây, nút nhấn là nút này nè. Đấy. Đấy, các bạn thấy cái nút nhấn nè. Rồi, biến điếm. Rồi bước X, bước Y và bước Z. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển thử nha. Điều khiển thử chục X nè. À, bây giờ các bạn muốn nó mịn nữa thì các bạn giảm này xuống 3 thôi. Vậy mình để 10 thì nó hơi không được mịn cho lắm. Rồi, các bạn giảm nó xuống 3 thôi là nó sẽ điều khiển nó sẽ mịn hơn đó. Rồi các bạn bây giờ. Rồi coi chừng chạm. Rồi bây giờ mình sẽ nạp cấp lại nha. Rồi mở terminal lên trước. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nguồn. Đó, thì bây giờ mình sẽ xây thử nha. Đấy, các bạn thấy nó mịn hơn không? Các bạn xây biến trở càng nhanh thì nó di chuyển càng nhanh thôi. Đó. Thì khi mà các bạn xây biến trở về không á là nó sẽ đụng công tắc hành trình. Đó, đây mình đang xây biến trở về không nè. Các bạn thấy biến trở của trục X là bạn 1, 2 nó nhảy nè các bạn thấy không? Thì bước của trục X là đang là không nè. Đấy. Rồi mình điều khiển thử trục Y. Đó, đây là trục dách nè. Rồi các bạn đợi tí để mình cấp nguồn vô cái động cơ server. Rồi ok, bây giờ mình cấp nguồn cho cái động cơ server rồi ha. Bây giờ reset lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô. Rồi nó mất monitor, để mình mở lại cái terminal ấy nha các bạn. À, rồi đây các bạn thấy bắt tanh ra là 1 nè. Khi mình nhấn vô nè, đây nhấn vô là 0 nè các bạn thấy không? Thì biến điếm sẽ cộng lên. Mình nhấn cái biến điếm cộng lên, nhấn cái biến điếm cộng lên. Đấy, thì khi mà các bạn nhấn cái kẹp nó sẽ mở ra. Đấy, khi mà nhấn cái kẹp mở, nhấn cái kẹp nó sẽ đóng lại. Mà như cái kẹp nó bị dùng hay gì vậy à? À không, nó còn, nhưng mà cái hành trình của nó hơi nhỏ đúng không? Rồi các biến trở sẽ điều khiển bình thường thôi. Đấy, khi mà các bạn xây cái biến trở về không á là cái vị trí nó đụng vô công tắc hành trình á. Đây hiện tại trục X, trục Y với trục Z của mình đang xây về không nè, xây biến trở về không nè. Thì các bạn thấy nè, là Y với Z đang là không nè. Bây giờ thì hai biến trở này đang là không nè. Rồi bây giờ mình xây với trục X về không. Đấy, thì các bạn thấy trục X, biến trở của trục X đang là ở vị trí là không nè. Thì trục bước của trục X, bước của động cơ X đang là không nè. À đấy. Thì tất nhiên là các bạn chỉ xây, các bạn chỉ điều khiển được ở trong một cái khoảng giới hạn thôi. Các bạn giới hạn mà mình có đây, giới hạn là bước X là từ 0 cho tới trừ 500, bước Y là từ 0 trừ 300 và bước Z là từ 0 cho tới 250. Thì khi mà các bạn đã có được đây, các bạn có được các bước, số bước này cụ thể, ví dụ bây giờ cái cánh tay, cái cơ cấu chấp hành đang nằm ở vị trí này nè. Hơi khó nhìn đúng không? Ví dụ cơ cấu chấp hành nó đang nằm ở vị trí này đi, cánh tay watch đang nằm ở vị trí này,
thì các bạn sẽ có được x là trừ 360, y là trừ 133 và z là 167, đúng không? Đấy, thì khi mà các bạn đã có được cái các cái số bước rồi, thì tới cái video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ những cái bước mà mình đã xác định được bằng biến trở nè, mình điều khiển được, mình xác định được bằng biến trở nè các bạn, thì các bạn sẽ cho nó chạy đến những cái vị trí mà mình xác định trước. À, rồi sẽ còn một video nữa là hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ dạy cho nó học. Thì cái video đơn giản vậy thôi các bạn. Đơn giản là cái video này mình hướng dẫn cho các bạn là các bạn có thể dùng biến trở để các bạn tức là các bạn sẽ dùng biến trở để các bạn điều khiển các cái trục của cái tay robot. Sau khi mà các bạn điều khiển được rồi, các bạn sẽ có được các cái số bước, cái góc tương ứng. Thì sau khi mà các bạn có được cái số bước của các cái động cơ này rồi á, thì cái video sau mình hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ setup, mình sẽ code một cái đoạn code để cho nó chạy đến những cái vị trí mà mình đã cài từ trước, mình đã xác định được từ trước. Ví dụ như giờ mình muốn từ cái vị trí này, vị trí A nè, nó chạy sang vị trí B. Đấy, nó chạy sang vị trí này. Đấy, hoặc là đây nó chạy đến vị trí này, xong sau đó nó chạy lại vị trí này, sau đó chạy lại vị trí này. À. Nhưng mà mình chỉ mới setup cơ bản thôi, còn cái video sau nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần học lệnh, tức là làm sao các bạn dạy cho nó học được là chạy đến những cái vị, cánh tay robot nó sẽ di chuyển đến những vị trí A, B, C đó, sau đó nó sẽ thực hiện lại cái công việc đó. À, rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.